Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam dự hội nghị. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến xã phường có hơn 2.700 người, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật, nhà nước, chính sách của thành phố đến các tầng lớp nhân dân theo hướng ngày càng đổi mới hình thức một cách thiết thực. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực tham gia các đợt cao điểm tuyên truyền, nhất là tổ chức đại hội đảng các cấp cũng như công tác phòng chống COVID-19. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, huy động các nguồn lực đưa thành phố có bước phát triển mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thành phố đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội gồm 35 người. Cùng với đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cũng được các đơn vị địa phương thành lập với 286 cộng tác viên. Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tiến hành 12 cuộc điều tra xã hội học trên các lĩnh vực, qua đó đánh giá cụ thể các vấn đề xã hội quan tâm để có định hướng phù hợp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, 5 năm qua, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và dư luận xã hội có nhiều điểm mới, nhất là về hoàn thiện bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, trao đổi thông tin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cấp ủy các cấp cần tiếp tục chú trọng và đổi mới công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và dư luận xã hội, cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể phù hợp thực tiễn. Tính thực sự, tính tư tưởng, rồi tính chiến đấu, rồi tính khoa học, rồi tính thiết thực, rồi những vấn đề yêu cầu về thông tin, chất lượng công tác thông tin tuyên truyền thì cũng rõ rồi. Vấn đề là chúng ta làm sao để thể hiện được cái việc đó. Thông tin hiện nay phải nhanh, phải kịp thời, phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng loại đối tượng, phát huy được tính sáng tạo, tính trung thực, hấp dẫn nhưng không thổi phồng hoặc là bóp méo vấn đề. Thì qua thực tế chúng tôi cũng đề nghị là cần chú ý cái đẩy mạnh cái thông tin hai chiều trong cái hoạt động của các viên tuyên truyền viên, cái tăng cường cái đối thoại trong hoạt động này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đổi mới nội dung, phương pháp điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, trong đó cần lưu ý việc đề xuất hướng xử lý vấn đề, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, điều tra dư luận xã hội, thường xuyên rà soát, củng cố và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Trước mắt, tập trung tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, nghị quyết 119 của Quốc hội, việc thực hiện mục tiêu kép, qua đó huy động các nguồn lực để tiếp tục phát triển thành phố. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chuẩn y danh sách 40 báo cáo viên Thành ủy và 35 cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.